Những cuộc vượt ngục lừng danh của các tù nhân nhà tù Hỏa Lò. Các bạn thân mến, thực dân Pháp vẫn luôn tự đắc cho rằng nhà tù Hỏa Lò mà chúng xây dựng là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, con kiến cũng chẳng lọt qua được. Đã có những cuộc trốn bị bắt lại, nhưng cũng có một phần trở về được căn cứ kháng chiến, tiếp tục tham gia chiến đấu. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu xem những chiến sĩ của ta đã vượt ngục thành công như thế nào nhé! Cuộc vượt ngục và đêm Noel năm 1932. Hỏa Lò là nhà tù khét tiếng Đông Dương. Nhà tù này được xây dựng kiên cố và canh gác cẩn mật đến nỗi tưởng chừng con kiến muốn ra cũng không qua lọt. Những người bị giam tại đây sẽ bị gông cùm chân bằng thép. Các phòng giam tối tăm, chật chội, thiếu không khí. Tù nhân phải ăn ngủ vệ sinh tại chỗ. Sàn giam bị xây dấp ngược khiến tù nhân không thể nằm được. Và những tên cai ngục ở đây đều là những kẻ khét tiếng, có thâm niên cai quản nhà tù. Chúng máu lạnh và sẵn sàng đàn áp, thậm chí cướp đi sinh mạng của tù nhân. Từ khi Pháp xây dựng Hỏa Lò vào năm 1896 cho đến năm 1932, chưa hề có một cuộc vượt ngục nào thành công. Nhưng đã có 7 người tù cộng sản bàn tính làm chuyện động trời, bao gồm các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Tạo, Hào Lịch, Lê Đình Tuyển, Bùi Xuân Mẫn, Nguyễn Trọng Đàm và Võ Duy Cường. Sau khi kế hoạch lần thứ nhất thất bại, một kế hoạch khác được đề ra rất chi tiết. Từ chuyện phối hợp hành động, cách đưa lưỡi cưa vào để cưa song sắt, tấm thẻ thuế thân cho mỗi người, đến cả chuyện tiền nong sau khi vượt ngục, rồi làm thế nào để sinh sống bước đầu nếu trốn thoát thành công. Nhóm vượt ngục tính toán đến từng tiểu tiết vì mưu sự lần này liên quan đến sinh mạng con người và ảnh hưởng đến phong trào cách mạng trong nước. Nếu cuộc vượt ngục này mà còn thất bại, thì cơ hội lần sau hết sức mong manh. Kế hoạch bắt đầu. Và một ngày, đột nhiên có đồng chí Lê Đình Tuyển lên cơn như điên như dại. Ông điên cuồng chửi bới, la hét, đập đầu vào tường, làm ban đêm trong nhà tù Hỏa Lò vốn im ắng ghê rợn, giờ như muốn vỡ tung ra. Những tên lính canh vẫn để yên vì đây là chuyện bình thường, xảy ra như cơm bữa trong nhà tù này. Sau thời gian theo dõi, những tên cai ngục thấy bệnh tình ngày càng thêm nặng nên cấp giấy đưa sang nhà thương phủ doãn điều trị với bệnh án là loạn thần kinh. Dù ở bệnh viện, nhưng dĩ nhiên đồng chí Tuyển vẫn bị giam cầm trong phòng kiên cố và có song sắt. Lính canh cẩn mật đề phòng vượt ngục. Bọn chúng cũng không phải là trẻ con nên rất cẩn thận. Chúng đã ra ông Tuyển riêng một phòng đối diện với một phòng của một người điên thật tên là Quỷ. Cứ thế, hai người điên, một thật một giả, cả ngày cứ la hét chửi bới, thậm chí còn ném phân vào mặt nhau. Sợ đêm dài lắm mộng, ông Tuyển được đưa sang phòng khác. Lý do đưa ra là nếu cứ để thế sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Và rồi có thêm một người nữa là đồng chí Hào Lịch có dấu hiệu tâm thần được đưa sang nhà thương phủ doãn. Cứ thế lại có thêm mấy tù nhân lần lượt phát bệnh mà toàn là chứng bệnh hiểm nghèo. Anh em đã bàn nhau phải nhịn đói mấy ngày liền. Người gầy rồi thì phải gầy rộng nữa. Để nếu y tá nhà tù đến khám sẽ thấy chỉ còn thoi thóp, đau đớn vật vã, trông rất nguy kịch. Đồng chí Bùi Xuân Mẫn và Nguyễn Trọng Đàm thậm chí còn ho ra máu lẫn cả đờm như thể là ho lao. Còn đồng chí Nguyễn Tạo vốn con nhà nòi thầy thuốc nên đã trổ biệt tài nín thở, dẫn đến mạch, tim gần như ngừng đập. Thấy vậy, y tá nhà tù liền xin cai ngục đưa họ sang nhà thương phụ doãn để cấp cứu. Cứ thế, có 5 người đã lọt ra khỏi địa ngục trần gian theo đúng như kịch bản vượt ngục. Còn 2 người thì vẫn chưa ra khỏi Hỏa Lò. Đó là đồng chí Nguyễn Lương Bằng và đồng chí Võ Duy Cương. Hai ông lại tiếp tục phải nhịn đói suốt 5 ngày. Thế mà địch vẫn không ngó ngàng. Thế vậy, hai người đã bàn nhau giả vờ cất cổ tự tử để phản đối việc nhà tù không cho người lâm bệnh nặng đi viện. Các tù nhân khác hét toáng lên, báo có người tự tử. Những tên cai ngục và lính canh vội vàng chạy lại, thì thấy hai người máu me lênh láng nên đành phải cho đi điều trị. Thế là cả 7 người đã có mặt ở nhà thương phủ doãn đúng như kế hoạch. Bạn có cảm nhận như thế nào về những màn giả như thật này của các tù nhân cách mạng? Hãy bình luận xuống phía dưới ý kiến của bạn nhé! Bước đầu đã thành công, nhưng thử thách và hiểm nguy thì vẫn còn chờ đợi phía trước. Tại khu biệt giam nhà thương phủ doãn, ông Lê Đình Tuyển vẫn không ngừng gào thét đến khàn cả cổ họng. Ông gào thét suốt cả ngày đêm, đúng kiểu đóng trọn vai một người điên. Ban đầu, những tên lính canh còn nghiêng ngó, sao lại thấy quen đến nỗi chúng cũng lơ đi, chẳng thèm để ý nữa. Sự thật đằng sau việc ông la hét
là để che giấu tiếng động cho những bạn tù thay phiên nhau cưa xăm sắt. Câu hỏi đặt ra ở đây là họ lấy cưa ở đâu để cưa? Bà Trịnh Thị Điền, một đồng chí, bạn tù đã được phóng thích trước đó, đã mưu trí thông qua con đường thăm nuôi để khéo léo che mắt kẻ thù và đưa được hai lưỡi cưa vào cho nhóm 7 người tù vượt ngục. Cả nhóm đã cưa xong vào trước đêm 24 tháng 12 năm 1932, đêm Noel. Như các bạn biết, người Pháp tổ chức lễ đón mừng Giáng sinh vào năm mới rất lớn, nên việc canh gác sẽ có phần lơi lỏng. Nắm bắt được thời cơ quyết định của cuộc vượt ngục, nhóm đã rất cẩn thận tính toán. Trước khi thoát, họ nghĩ ra cách để lại một mẩu giấy, giả vờ như vô tình để lộ. Ngoài kia chuẩn bị sẵn sàng, các đồng chí ra có ô tô đưa lên biên giới để đánh lạc hướng bọn lính. Cả nhóm thoát ra ngoài theo phố quán xứ và hòa chung vào dòng người tấp nập đang đi lễ nhà thờ dự Giáng sinh. Sau đó, họ chia nhau đi theo nhiều hướng và tất nhiên là không có ai lên biên giới hết. Ngay khi phát hiện những trọng phạm chính trị đã vượt ngục, phía Pháp lập tức cho truy nã gắt gao. Chúng dán cáo thị mọi nẻo đường và còn treo giải thưởng cho những ai chỉ điểm hoặc bắt được 7 người tù ấy. Còn ai mà che giấu thì sẽ bị nghiêm trị. Nhưng nhân dân đã chở che cho họ những ngày đầu vượt ngục. Cuộc vượt ngục táo bạo thành công vào đêm Noel đã gây chấn động dư luận khắp cả Đông Dương, lan tận sang cả nước Pháp. Cuộc đại vượt ngục năm 1945. Gọi đây là cuộc đại vượt ngục vì nó có quy mô lớn nhất, do các tù chính trị tổ chức thành công với khoảng 100 tù nhân. Cuộc vượt ngục này gắn với nhiều nhân vật nổi tiếng. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, tận dụng cơ hội Nhật đảo chính Pháp, ngay khi tiếng súng đảo chính nổ vang trời, đèn thành phố vụt tắt. Ngoài sân nhà tù hỏa lò, tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Anh em tù nhân đã dùng cách đập vào tường gọi nhau: "Nhật Pháp bắn nhau rồi! Nhật Pháp bắn nhau rồi!" Ngay lập tức, tại các trại giam, anh em tù nhân nhanh chóng trao đổi và tìm mọi cách để vượt ngục càng nhanh càng tốt. Lần vượt ngục này có hai con đường. Con đường đầu tiên là vượt ngục bằng cách thăng thiên. Vào ngày 11 tháng 3 năm 1945, khi quân Nhật mở cửa nhà tù cho các tù nhân gian cơm, nhân lúc tình hình lộn xộn, đồng chí Trần Đăng Ninh cùng với các đồng chí khác như Lê Trọng Nghĩa, Lê Tất Đắc đã trốn khỏi xà lim lên trạm xá. Họ giả vờ ốm và nằm đắp chăn rên hừ hừ. Chiều hôm ấy, các đồng chí đã tìm cách sang được trại tù thường phạm. Tại đây, đồng chí Trần Đăng Ninh đã tiến hành vận động thêm một số tù thường phạm cùng tổ chức vượt tường nhà tù. Họ đã cùng nhau xé chăn và nối lại thành những chiếc dây dài để làm thang khi trèo tường. Mọi người hứa với nhau trước khi thực hiện là nếu không may bị lính Nhật bắn thì ai trúng đạn chết đành chịu, ai bị thương nặng thì nằm lại, còn những người bị thương nhẹ thì cũng phải cố mà chạy cho thoát. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, đồng chí Trần Đăng Ninh và anh em lần lượt trèo lên mái nhà, leo lên tường rồi nhảy xuống phố. Đến khi đồng chí Trần Đăng Ninh đang trèo lên đến giữa thang thì đã nghe thấy hai tên lính ở hai chòi canh gọi nhau. Ông đoán là chúng báo tin cho nhau rằng có tù bỏ trốn. Đồng chí Trần Đăng Ninh nhanh chóng vượt qua bức tường, nhảy xuống và bám chặt vào chiếc cột điện đến mức bị điện giật tê người, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Sau đó ông nhảy xuống đường nằm im chờ súng Nhật nổ. Nhưng chờ mãi, không nghe thấy tiếng súng nổ mà chỉ thấy tiếng anh em tù nhân chạy trên nóc nhà rầm rầm. Vài phút sau không thấy tiếng động, ông mới từ từ đứng nép vào gốc cây xấu rồi lén ra bãi Bạch Lưu, đứng cạnh nhà máy nước, đợi các anh em. Sau đó các đồng chí tiếp theo là Lê Trọng Nghĩa, Vũ Kỳ, Trần Ngọc Chi, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Kha, Nguyễn Trần Châu, Nguyễn Văn Ngọc cũng vượt được tường thành công ra ngoài. Cũng đêm ngày 11 tháng 3 năm 1945, 15 chị em khu trại giam nữ cũng đã tìm mọi cách sang được khu tù thường phạm. Họ chia thành 3 nhóm và tiến hành trèo tường đúng theo kế hoạch như của bên trại nam. Nhóm thứ nhất bao gồm các chị Trương Thị Mỹ, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Nhạn, Tô Thị Minh Đức, Nguyễn Thị Chính. Khi chị Nhạn, người leo đầu tiên bị lính Nhật phát hiện ra, tên lính Nhật đã định dùng lưỡi lê đâm chị Nhạn, nhưng chị Ái nhanh nhảu, nó khéo với tên lính Nhật nên chúng cho chị Nhạn trèo xuống. Dù không thành công, nhưng các chị vẫn không từ bỏ ý định của mình. Những ngày sau đó, lính Nhật đã cho phép người nhà đến thăm tù nhân. Lợi dụng tình hình này, các chị đã nghĩ ra cách nhờ người nhà tiếp tế những bộ quần áo thường. Sau đó các chị mặc vào và trà trộn với đoàn người đến thăm. Thế là các chị trốn thoát ra ngoài bằng đường cổng chính. Một số chị thoát được có thể kể đến như chị Phạm Thị Vân, Hoàng Ngân, Trương Thị Mỹ, Phạm Thị Lê Hải. Sau khi thoát khỏi nhà tù hỏa lò, tất cả đã nhanh chóng trở về các địa phương tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
Con đường thứ hai, vượt ngục bằng cách độn thổ. Khi nghe tin đồng chí Trần Đăng Ninh và một số anh chị em tù nhân thoát ngục thành công, các chính trị phạm đã rất vui mừng. Mọi người đều mong muốn thoát khỏi nhà tù để tiếp tục tham gia vào phong trào cách mạng bên ngoài. Sau thời gian quan sát, nắm bắt tình hình, các đồng chí đảng viên cốt cán đã phát hiện ra nếu vượt ngục thì phải di chuyển sang được khu tù thường phạm, bởi đó canh gác lòng lẻo, tình hình rất lộn xộn. Đồng chí Trần Tử Bình đã thuyết phục và đưa tiền cho một người tù nhân thường phạm đội cơm đi qua để đổi quần áo và nhường cho thùng cơm. Thế là đồng chí Trần Tử Bình đã đàng hoàng đi qua mặt tên lính Nhật đang đứng gác, sang khu trại giam Ray. Sau đó, đồng chí Bình thấy có một số tù thường phạm đang phá nền xi măng phòng giam. Họ định đào tường hầm để thoát ra ngoài. Thế nhưng đồng chí nhanh chóng nhận định và khuyên can rằng cách làm này sẽ mất thời gian và khó thành công. Ông đã phát hiện ra một chiếc nắp cống và thế là kế hoạch vượt ngục được vạch ra. Trưa hôm đó, nhân lúc có thêm hai tù nhân mới từ Sơn La về, đợi ngày được tha, quân Nhật đã đưa vào giam tại trại giam Ray. Lợi dụng lúc nhốn nháo, các đồng chí Vân, Hòa, Cửu đã lẻn vào theo. Ba người gặp đồng chí Bình và bàn phương án tìm cách vượt ngục bằng đường cống ngầm. Ngay lập tức, việc chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục bằng đường cống ngầm được thực hiện. Chờ lúc vắng người, đồng chí Vân đã canh gác cho đồng chí Nguyễn Huy Hòa và Trần Văn Cử bật nắp cống, tiến hành chui xuống tìm đường ra. Sau đoạn đường cống tối, cuối cùng hai người cũng nhìn được qua lỗ thủng có ánh sáng chiếu xuống và thấy có xe đạp đi trên đầu mình. Họ đoán rằng đây chính là đường phố. Sau khi trở về, kế hoạch chui cống ngầm trước sân trại Ray được ấn định. Vào 16 giờ chiều ngày 12 tháng 3 năm 1945, có 29 đồng chí có án nặng được cho trốn đợt đầu đã tìm mọi cách để sang được trại Ray. Họ chia thành các nhóm khoảng 3 đến 4 người. Khi ra được khỏi nhà tù sẽ tự động phân tán, tìm về cơ sở để bắt liên lạc với đảng. Đến 19 giờ 30 ngày 12 tháng 3 năm 1945, đồng chí Bình hạ lệnh mở nắp cống. Cuộc vượt ngục tập thể bắt đầu. Nhóm đầu tiên gồm 4 đồng chí: Trần Tử Bình, Trần Quang Hòa, Nguyễn Tuân, Phan Lang, tức đồng chí Vân. Sau đó lần lượt các nhóm khác đi tiếp sau. Mọi người phải đi qua lòng cống tối, mùi hôi thối bốc ra từ cái chất nhầy với đủ loại rác rưởi, thậm chí cả phần người. Thế mà chẳng ai bịt mồm bịt mũi vì còn mải chui để tẩu thoát. Đến những chỗ hẹp, họ phải nằm thẳng người ra, duỗi dài hai cánh tay về phía trước và dùng sức khử tay trườn đi. Những lúc trườn như thế, nước bùn hôi thối ngập đến cằm. Họ di chuyển được khoảng 30 phút thì đồng chí Nguyễn Huy Hòa đi đầu đã phát hiện ra ánh sáng chiếu qua khe hở của nắp cống. Đồng chí đã cố gắng dùng hết sức lực để đẩy nắp cống và chui đầu lên thăm dò. Không thấy động tĩnh gì, đồng chí quay lại và thông báo cho mọi người đi sau và chui lên mặt đất. Bằng cách này, lần lượt 29 đồng chí đã lên được mặt đất. Họ lập tức tìm đường về các địa phương, bắt liên lạc với đảng. Những ngày sau đó, các anh em tù chính trị lại tiếp tục vượt ngục bằng đường cống ngầm trước sân trại Ray mà không bị phát hiện. Ước tính, số lượng vượt ngục trong thời gian này lên tới hơn 100 đồng chí. Đây quả là một con số kỷ lục. Các bạn vừa theo dõi những cuộc vượt ngục lừng danh của các tù nhân nhà tù Hỏa Lò. Các bạn nghĩ sao về những cuộc vượt ngục này? Hãy để lại suy nghĩ của mình xuống phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.